Trong lịch sử nhân loại, phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng và ngày càng khẳng định năng lực, vị thế của mình trong mọi lĩnh vực của đời sống. Thế giới ghi nhận không ít những tấm gương phụ nữ đã làm nên những điều kỳ tích như Valentina Tereshkova, người phụ nữ đầu tiên du hành vũ trụ, nhà hóa học và nhà vật lý Marie Curie, người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử được trao giải Nobel năm 1903, hay cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, người hoạt động xã hội, có những đóng góp tích cực về quyền bình đẳng giới Michelle Obama. Nhìn lại lịch sử dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp to lớn để viết nên những trang sử vàng trong lịch sử dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ." Đặc biệt trong thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, với phẩm chất đáng quý, phụ nữ Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trên mọi lĩnh vực, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, và hiện nay là phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Việt Nam. Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang cũng như phẩm chất tốt đẹp đó của phụ nữ, Đảng, Nhà nước ta đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác nữ thông qua các chỉ thị, nghị quyết, các chính sách, chương trình cụ thể, ý nghĩa. Trong đó, điểm nhấn quan trọng là nghị quyết 6B về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chỉ thị 03 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đẩy mạnh phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà đã được triển khai rất hiệu quả. Cũng trong chính giai đoạn này, lần đầu tiên trong lịch sử phát triển, ngành dầu khí có một nghị quyết riêng về công tác nữ, Nghị quyết 782 NQTV ngày 23 tháng 11 năm 2009 của Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường công tác cán bộ nữ trong tình hình mới. Từ đây, hình ảnh, vị thế, vai trò của người phụ nữ dầu khí được nâng lên một tầng cao mới với mục tiêu, chiến lược cụ thể. Về chính sách nữ cũng được quan tâm, cơ bản ổn định thông qua các quy chế, thỏa ước lao động với những nội dung tốt hơn luật định. Để đưa các nội dung chỉ đạo đó vào phong trào nữ công nhân lao động, Công đoàn Dầu khí Việt Nam và các cấp công đoàn đã cụ thể hóa thành các hoạt động phù hợp, ý nghĩa với đặc điểm của từng đơn vị và đạt được nhiều thành quả tiêu biểu trên các mặt, không chỉ góp phần đảm bảo đời sống, việc làm, nâng cao vị thế, vai trò của nữ công nhân lao động mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển ổn định của PVN và toàn xã hội. Trong 10 năm thực hiện chỉ thị 03 CTTLD, được sự quan tâm trực tiếp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, sự chỉ đạo thường xuyên sát sao của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam, phong trào nữ công nhân lao động nói chung, phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công nhân lao động dầu khí nói riêng đã vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Suốt lịch sử hình thành và phát triển của tập đoàn, những thế hệ đi tìm lửa, trong đó có các nữ công nhân lao động liên tục được tôi luyện, hùn đúc, trở nên giàu sức sáng tạo, bản lĩnh vượt khó, vững tin trước mọi sóng gió. Phụ nữ dầu khí đã có nhiều đóng góp trong lao động sản xuất, trong lãnh đạo quản lý, trong nghiên cứu khoa học và sáng kiến, sáng chế. Minh chứng cho điều đó là những cố gắng không ngừng của các chị em, đặc biệt trong những bối cảnh khó khăn và thách thức, đã đem lại nhiều thành tựu nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Tính đến hết năm 2019, tổng số nữ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn tập đoàn 13.534 nữ trên 51.759 người lao động, tỷ lệ 26,1%. 3.045 đảng viên nữ trên 14.072 đảng viên, tỷ lệ 21,6%. Nữ có trình độ đại học và trên đại học đạt gần 50%. Cùng nhiều gương mặt nữ lãnh đạo tiêu biểu, cán bộ công nhân lao động tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực được Đảng và Nhà nước trao những phần thưởng cao quý.
Với sự sáng tạo trong vận động nữ công nhân lao động và tổ chức tốt rất nhiều hoạt động bổ ích tại Công đoàn Dầu khí và các cấp công đoàn, nữ công nhân lao động đã được rèn luyện nâng cao trình độ, phương pháp. Trong 10 năm qua, nữ công nhân lao động Dầu khí đã vượt lên mọi khó khăn để vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, vừa biết sắp xếp, tổ chức tốt cuộc sống gia đình. Để làm tròn vai trò của người vợ, người mẹ, người con hiếu thảo là một thách thức không nhỏ đặt lên đôi vai người phụ nữ. Đồng hành cùng nữ công nhân lao động, các cấp công đoàn đã tổ chức và duy trì tốt sinh hoạt câu lạc bộ cho chị em tham gia để trao đổi kiến thức về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, kiến thức giới, thể dục thể thao, góp phần giúp các chị có thêm bản lĩnh, sức khỏe tốt, biết tổ chức tốt cuộc sống gia đình, có lòng bao dung, nhân ái để giữ cho gia đình thật sự là tổ ấm, là bến đỗ, là điểm tựa tinh thần quan trọng cho các thành viên. Với sự cố gắng nỗ lực bền bỉ của đội ngũ nữ công nhân lao động, 10 năm qua, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà đã thực sự là nòng cốt của hoạt động nữ công từ cơ sở đến cấp công đoàn Dầu khí Việt Nam. Chúng ta thật sự vui mừng trước những kết quả sau. Số chị em đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà từ năm 2010 đến năm 2020 có 1.100 tập thể và 3.696 cá nhân được khen ở các cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam và cấp Tổng Công ty. 80% chị em đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà cấp cơ sở. Số chị em đạt lao động giỏi các cấp chiếm tỷ lệ cao. Gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa và tương đương chiếm 90%. Với sự cống hiến sáng tạo, nhiệt huyết, thầm lặng của hơn 500 cán bộ làm công tác nữ công trong toàn tập đoàn, trong 10 năm qua đã có hàng ngàn các hoạt động được tổ chức quy mô với sự tham gia của đông đảo nữ công nhân lao động và nam giới, kể cả các đồng chí nam lãnh đạo, các chuyên gia nước ngoài, góp phần xây dựng đời sống tinh thần vô cùng phong phú cho công nhân lao động thêm yêu ngành, yêu nghề, gắn kết, lạc quan, vượt qua mọi khó khăn. Bằng sự tìm tòi, sáng tạo, hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, vận động nữ công nhân lao động đã được tổ chức lồng ghép rất sinh động và lan tỏa thông qua nhiều cuộc thi tìm hiểu, những hành trình mang chủ đề ấn tượng và ý nghĩa. Tổ chức cho nữ công nhân lao động ý kiến Chủ tịch nước, lãnh đạo Quốc hội, hành trình theo chân Bác, phụ nữ Dầu khí với biển đảo quê hương, miền Trung trong trái tim tôi. Các hoạt động này góp phần bồi đắp mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm trước đất nước, trước ngành Dầu khí và các đơn vị. Cũng trong 10 năm qua, hàng trăm hội thi, diễn đàn, liên hoan nghệ thuật, các cuộc nói chuyện chuyên đề, kỹ năng sống, các chương trình tuyên dương đã được tổ chức như tuyên dương nữ tiêu biểu nhiệm kỳ, các cuộc thi mang nhiều thông điệp ý nghĩa như phụ nữ Dầu khí với văn hóa ẩm thực, khi đàn ông vào bếp, vua bếp, tinh hoa bún Việt, đi bộ leo núi, thi vẽ báo tường, thi áo dài, các giải thể thao để quyên góp quỹ giúp đỡ phụ nữ khó khăn. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần bồi đắp văn hóa Dầu khí, công tác hỗ trợ chăm lo cho nữ công nhân lao động, công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội được nữ công nhân lao động tham gia rất tích cực, chủ động. Quỹ Phụ nữ khó khăn Công đoàn Dầu khí trong gần 10 năm qua đã chia sẻ, hỗ trợ gần vạn lượt chị em trong ngành, bệnh nặng, hoàn cảnh éo le với tổng số tiền gần chục tỷ đồng từ nguồn đóng góp 100.000 đồng một chị em một năm. Xây nhà mái ấm tình thương, tặng sổ tiết kiệm cho con công nhân lao động trong ngành bất bố mẹ. Bên cạnh đó, Ban nữ công các đơn vị đã tham mưu nhiều hoạt động chăm lo nữ công nhân lao động, con công nhân lao động mồ côi, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, phụ nữ trẻ em nghèo địa phương, chung tay ủng hộ đồng bào, chiến sĩ, bệnh viện chống Covid-19. Có thể nói, trong thời lượng có hạn, chúng tôi chỉ có thể đề cập khái quát nhất về những thành quả nổi bật mà hơn 13.000 nữ công nhân lao động Dầu khí nhiều thế hệ trong chặng đường 30 năm phát động và 10 năm từ khi có chỉ thị 03 CTTLD đã đạt được. Phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà
đã góp phần tích cực nâng cao vị thế, vai trò, là môi trường, là điều kiện để chị em rèn luyện, phát huy và bộc lộ rõ năng lực của mình, góp phần đưa phụ nữ Việt Nam phát triển lên tầng cao mới. Tuy nhiên, để phù hợp với vai trò người phụ nữ thời đại, nội dung của phong trào cần tiếp tục đổi mới và điều chỉnh cho phù hợp. Với những kết quả đó, chặng đường phía trước dù còn nhiều thách thức, khó khăn, dù đôi lúc nghĩ rằng nhiệm vụ kép vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà có phải là gánh nặng quá sức với phụ nữ không? Nhưng với tất cả lòng tự hào về những gì phụ nữ đã làm được ở cả hai vai, tự hào bởi sự ghi nhận, quan tâm, cổ vũ của các cấp lãnh đạo trung ương, bộ ngành và tập đoàn dầu khí, cũng như tất cả nam cán bộ công nhân lao động đã dành cho phụ nữ suốt bao năm qua, thì toàn thể nữ công nhân lao động sẽ bền chí, đồng lòng, vững tâm, giữ vững thành quả, giữ vững truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và các giá trị cốt lõi của văn hóa dầu khí, tiếp tục cống hiến xứng đáng vào sự phát triển của tập đoàn dầu khí Việt Nam trong thời kỳ mới.